Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15 lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thạnh nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng cái ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần kẻ ngu dại, khinh sự khuyên dạy của cha mình. Còn ai giữ theo lời của trách, trở nên khôn khéo. Trong nhà người công bình có nhiều vật quý, song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn. Môi người khôn ngoan rải sự tri thức ra, nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy. Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài. Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình. Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánh lộ và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất. Âm phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay phương chi lòng của con cái loài người kẻ nhạo bán, không ưa người ta quở trách mình. Hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan. Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Lòng người thông sáng tìm kiếm sự tri thức, còn miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng. Các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm, song lòng vui mừng giữ yến tiệc luôn luôn. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Người hay giận gây điều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi đường kẻ biến nhát như một hàng rào gai còn nẻo người ngay thẳng được băng bằng con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui xong người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi đâu không có nghị luận đó mưu định phải phế nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành. Miệng hay, đáp giỏi, khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ quá bụa các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài. Người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Lòng người công bình, suy nghĩ lời phải đáp, nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ. Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Sự sáng con mắt khiến lòng vui vẻ và một tin lành làm cho xương cốt được béo tốt. Kẻ nào nghe lời quả trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quả trách được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng chương 21 Đoạn Tôi thấy trời mới và đất mới Vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất Và biển cũng không còn nữa Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời Ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống Sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới Trang sức cho chồng mình Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến nói rằng Này, đền tạm của đức chúa trời ở giữa loài người ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân ngài chính đức chúa trời sẽ ở với chúng ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng sẽ không có sự chết cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi đấng ngự trên ngôi phán rằng này ta làm mới lại hết thảy muôn vật đoạn lại rằng hãy chép vì những lời này đều trung tín và chân thật ngài lại phán cùng tôi rằng xong rồi ta là alpha và omega nghĩa là đầu tiên và cuối cùng kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp ta sẽ làm đức chúa trời người và người sẽ làm con ta còn những kẻ hèn nhát kẻ chẳng tin kẻ đáng gớm ghét kẻ giết người kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối. Phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng. Đến gần tôi bảo rằng, hãy đến. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chuyên con. Rồi tôi được thánh linh cảm động thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có ba cửa, phía bắc có ba cửa, phía nam có ba cửa, phía tây có ba cửa. Con tường của thành có mười hai cái nền. Tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta, tay cầm một cái thước, tức là cái sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau thiên sứ đo thành bằng cây sậy thành được một vạn hai ngàn hectare bề dài bề ngang và bề cao cũng bằng nhau người lại đo tường thành được một trăm bốn mươi bốn cu đê là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ tường thì xây bằng bích ngọc thành thì xây bằng vàng ròng tở như thủy tinh trong vắt những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc nền thứ nhất bằng bích ngọc nền thứ nhì bằng đá lam bửu nền thứ ba bằng lục mã não nền thứ tư bằng đá lục cẩm nền thứ năm bằng hồng mã não nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích nền thứ tám bằng ngọc thủy thương nền thứ chín bằng ngọc hồng bích nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy nền thứ mười một bằng đá hồng bửu nền thứ mười hai bằng đá tử bửu 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chương 5. Vậy, hãy kêu la có ai đáp lời ông chăng? Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh? Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra, nhưng thình lình tôi rủa xả chỗ ở của hắn. Con cái hắn không được an nhiên, bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu. Người đói khát ăn mùa màng hắn, đến đổi đoạt lấy ở giữa bụi gai, và bẫy gài rình của cải hắn vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sinh ra sự khốn khó chẳng do đất nảy lên nhưng loài người sinh ra để bị khốn khó như lằn lửa bay chớp lên không song tôi tôi sẽ tìm cầu đức chúa trời mà phó duyên cớ tôi cho ngài ngài làm công việc lớn lao không sao dò xét được làm những sự diệu kỳ không thể đếm cho đặng Ngài ban mưa xuống mặt đất, cho nước tràn đồng ruộng, nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh. Ngài làm bại mưu kế của người quý quyệt, khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ. Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong trước mắt họ, mưu kế của kẻ quỷ quái bèn bị hại. Ban ngày, chúng nó gặp tối tăm, đang lúc trưa chúng rờ đi như trong đêm tối đức chúa trời cứu kẻ nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó và khỏi tay kẻ cường bạo vậy kẻ nghèo khốn có sự trông cậy còn kẻ gian ác ngậm miệng lại người mà đức chúa trời quở trách lấy làm phước thay vậy chớ khinh sự sửa phạt của đấng toàn năng vì ngài làm cho bị thương tích rồi lại bó rịt cho ngài đánh hại rồi tay ngài chữa lành cho trong sáu cơn hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu cho. Qua cơn thứ bảy, tai hại cũng sẽ không đụng đến mình. Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết và đang lúc giặc giả cứu khỏi lửa gươm. Ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi, cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến. Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, cũng chẳng sợ các thú vật của đất vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông ông sẽ thấy trại mình được hòa bình đi viếng các bầy mình sẽ chẳng thấy chi thiếu mất cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều và con cháu mình đông như cỏ trên đất ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ như một bó lúa mà người ta gặt phải thì này chúng tôi có xem xét điều đó nó vốn là vậy Hãy nghe, hãy biết, để làm ích cho mình. Chương 6 Gióp đáp lại rằng Ôi, chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng. Vì hiện giờ, nó nặng hơn các biển, nên tại cớ ấy, các lời tôi nói đại ra, bởi vì các tên của đấng toàn năng trúng nhầm tôi. Tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy sự kinh khiếp của đức chúa trời dàn trận nghịch cùng tôi chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ con bò nào rống khi có lương thảo vật chi lạc lẽo người ta nào ăn chẳng bỏ muối còn trong tròng trắng trứng gà đâu có mùi la gì vật gì linh hồn tôi từ chối đá đến lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi ôi chớ gì lời sở cầu tôi được thành và đức chúa trời ban cho tôi điều tôi ao ước chớ chi đức chúa trời đẹp lòng cà tán tôi buông tay ngài ra trừ diệt tôi vậy tôi sẽ còn được an ủi và trong cơn đau đớn chẳng giảng tôi sẽ vui mừng bởi vì không có từ chối lời phán của đấng thánh sức lực tôi nào đủ đợi cho nổi cuối cùng tôi sẽ ra sao mà tôi lại nhẫn nhịn được sức tôi há là sức đá sao thì tôi há dễ là đồng trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu, sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi. Ấy há chẳng phải như vậy sao? Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, e kẻo người bỏ sự kính sợ đến toàn năng. Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước, như lòng khe chảy khô. Nó bị đục vì có nước đá, có giá tuyết ẩn ở trong. Nhưng trong khi giật xuống, khe bèn khô cạn, lúc nắng giỏi, nó lại biến khỏi chỗ nó. Đoàn khách đi ngang qua nó bèn tẻ tách đường, đi vào trong sa mạc rồi chết mất. Đoàn khách ở Thê Ma tìm kiếm nước nó. Các kẻ bộ hành c Ba nhờ cậy nó. Nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó. Khi đến tại Khe bèn phải hổ thẹn. Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết. Các bạn thấy sự đáng kinh khiếp bèn run sợ. Tôi há có nói rằng xin cung cấp cho tôi. Trong tài sản của các bạn, xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi sao? Hoặc cầu rằng xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư? Hãy dạy dỗ tôi, tôi sẽ nín lặng. Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã lầm lỗi nơi nào. Lời chính trực có sức lực dường bao, còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì? Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? song lời nói của một người ngã lòng chỉ như luồng gió. Quả thật, các bạn sống hãm kẻ mồ côi và đào hầm gài bạn hữu mình. Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn hãy ngó tôi. Tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu. Xin khá xét lại, chớ có sự bất công. Phải hãy xét lại vì duyên cớ tôi là công bình. Có điều bất công nơi lưỡi tôi chăng? Ổ gà tôi há chẳng phân biệt điều ác sao? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy đầy dẫy con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.